Đây, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem hai con máy 102 các bạn ơi. Sửa sạn và thu hoạch cái miếng lúa này nè các bạn. Mấy anh người dân tộc này anh đem máy ra đây rồi cái đầu anh nói tiếng của ảnh không các bạn. Rồi con mình này nổ máy không biết làm gì, chạy qua bên này hay là chạy đâu đây các bạn. Rồi hai cây nổ máy hết. Chị gái lại giao dụng tại mấy cái chủ máy hay là chủ ruộng gì đây. Rồi chia ra mỗi anh cắt bên này, con này cắt tới đây rồi các bạn. Còn bên này thì nó cắt xuống tới dưới đây đó các bạn. Hai cây. Một cây làm chẳng lên non. Hai cây mà chụm lại thì cắt rất là lẹ luôn. Quanh đây cắt hết trơn rồi các bạn, chỉ còn có một miếng này à. Một miếng này mà nó chia ra làm hai, một máy cắt bên. Con này đã thả được mấy vòng rồi các bạn, hình như là cái miếng bên đó, cái lô bên đó là hình như là nhỏ hơn á, nhỏ hơn lô bên này. Rồi, nó chạy như sấm vậy các bạn. Cái máy đó nó làm gì mà nó chổng cái đít lên rồi, đưa cái đầu xuống dưới rồi kìa. Rồi anh này bên này anh cũng lết nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. Thời gian cái đó làm như cái lỗ lúng hay sao á, thì ta chạy sập xuống đó, cái thằng ngóc đầu lên nè. Con máy bên đó nó cắt còn một vòng với hai nó hết rồi, hết luôn rồi các bạn. Thì có thể là nó qua đây nó cắt cặp với con máy bên đây luôn rồi. Con máy bên đó thì cắt vừa xong rồi, coi nó bu lại kìa. Tài xế hút thuốc rồi, nghỉ mệt rồi. Rồi, anh nổ máy luôn rồi nè. Đó, hai con cắt hai bên các bạn. Mấy anh này bắt chuột sâu sâu luôn á. Có anh đó anh cầm một sâu kìa. Coi con bên đó nó đi nó nghiêng rồi kìa. Được. Xe kéo nó mới có lưng lửng nào đầu nó chạy về giống á, nó chạy ra nó sạch sải như ngựa vậy đó.
xin kết thúc video các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Anh chị nào có YouTube kênh máy cắt lúa em hãy cho em xin một like và đăng ký anh chị để em có cái động lực làm những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều.